Anh nói cái gì á? Anh mà không đi em chia tay anh đấy. Ơ kìa, chẳng lẽ em muốn anh đi thật sao? Bọn em buồn cười thật, yêu nhau mà không bảo được nhau, quá chán luôn. Chấm hết luôn. Cái quan trọng ấy là anh không phải đi bộ đội nữa. Đi là đi thế nào nữa? Bây giờ đố thằng nào bắt được anh đi. Cháu không hiểu ạ. Lại còn không hiểu à? Tôi tin tưởng cô là con gái nhà lành, tôi mới cho hai đứa yêu nhau. Vậy mà cô làm như thế à? Alo. Ơ cái thằng này, có mỗi cái việc đấy mày cũng phải gọi cho tao à? Thế tao hỏi mày nhá, thế cái lúc mày lấy vợ, mày có gọi tao đến động phòng không? Thế còn mày còn gọi cái gì nữa? Tự mà giải quyết đi. Ơ Hải Hải, anh nhờ chút, anh nhờ chút. Đến nhà mấy lần không gặp em, toán đóng cửa. Có việc gì đấy anh? Thế em đã nhận được cái giấy gọi nhập ngũ chưa? Ơ, giấy gì? Mày có trong danh sách gọi tân binh nhập ngũ năm nay đây này. Ơ, tôi chết rồi. Nhập ngũ cái gì? Em việc gì mà phải nhập ngũ? Ơ, cái thằng này, mày như là thằng ở trên trời rơi xuống ấy nhở? Nhập ngũ là đi bộ đội chứ còn là cái gì nữa? Đang thời bình như thế này anh bảo em đi bộ đội. Anh bị dở hơi không? Mày mới là bị dở hơi ấy. Mày biết hay mày giả vờ không biết đấy. Ông có thích dở hơi không? Từ sáng giờ tôi chưa được đấm thằng nào đấy. Thành niên manh động quá. Đây này, danh sách đây này. Đâu, đưa đây. Danh sách nhập ngũ 2020 Phan Văn Hải. Ôi thưa chết mẹ. Tao có lừa mày không? Đây này rõ ràng đây rồi, giấy trắng mực đen đây rồi. Tao lừa mày làm gì? Ôi anh ơi, ý anh bảo đi bộ đội là cầm súng tập bắn đúng không anh? Đúng. Cầm súng tập bắn đúng không? Ôi tưởng gì, dăm ba cái đột kích bắn nhau. Bọn em ngày nào chả chơi. Một mình em chấp 500 anh em. Nick của anh là gì? Hôm nào anh em mình solo phát. Đúng là cái thanh niên thời nay, suốt ngày game gủng, sống ảo trong game à? Này, từ nãy giờ ông cà khịa tôi hơi bị nhiều đấy. Tôi hỏi thật nhá, thế đang tự nhiên tự đành ông bắt tôi đi bộ đội để làm gì? Khổ quá, anh bắt thế nào được chú? Đây nó là quy định của nhà nước rồi, bắt buộc phải đi, chú hiểu không? Không đi á, to tội ấy. Này, tôi mà đi, ai lo cho anh em của tôi? 500 anh em của tôi đang chờ tôi kéo vào bờ kia. Ơ cái thằng này, 500 anh em của chú này tất trong danh sách này, có nhà nước lo rồi, chú không phải lo nhá. À đủ. Thật thế anh? Ừ, chặn thật thì không. Thôi, em không đi đâu. Sao? Thế nào? Thì người yêu em ở nhà, ai chăm? Anh cứ đặt địa vị như em xem, anh có dám đi không? Anh sợ gì mày không đi? Anh nói với chú nhé, sương gió phủ đời trai, tương lai là nhờ nhà vợ. Đi, sợ gì mà không đi? Thế đi thì vợ nó lấy mất rồi thì còn nhờ cái gì nữa? Thôi, em không đi đâu. Bận lắm, em đi có việc đây. Ơ, cái thằng này, mày không đi to tội đấy nhá. Kệ. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Nói em nghe. Không có gì, nhưng làm từ sáng đến giờ anh bực quá. Bình thường anh thẳng thắn lắm mà, sao hôm nay anh úp mở thế? Hay là có chuyện gì khó nói à? Không phải. Em nghĩ sao? Nếu bây giờ anh phải đi bộ đội. Sao? Cái gì cơ? Anh đi bộ đội á? Chắc anh chơi em đúng không? Em cười cái gì? Em buồn cười quá. Nhìn anh đẹp trai như thế này, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Đi bộ đội thì không biết thế nào nhỉ? Em vẫn còn cười được à? Anh còn đang buồn nẫu cả ruột đây này. Ơ, em thấy đi bộ đội vui mà anh. Biết đâu vào đấy, anh lại rèn luyện được nhiều thứ. Rèn luyện cái gì? Ý em bảo là vào rèn luyện sức khỏe cái gì? Anh còn đang khổ với khỏe đây này. Bố em bảo là nếu như nhà em có con trai, bố em cũng cho vào bộ đội đấy. Đấy là nhà em, nhà anh khác. Anh con một, 500 anh em còn đang đợi anh kia cả. Này còn em nữa. Mà anh đi bộ đội thì thằng khác nó ở nhà nó sơ múi em thì sao? Ơ kìa, sao anh nói em thế? Anh đi thì đâu có ảnh hưởng tình yêu chúng mình đâu. Em vẫn sẽ đợi anh mà. Ai mà biết được. Em xinh nhất huyện. Bây giờ mà anh đi á, chúng nó nhảy vào ngay. Nhảy thì sao? Con chồng em có đồng ý hay không chứ? Anh không tin em à? Anh tin. Nhưng mà vào trong đấy ấy, đầu tóc đang bóng bẩy như này, lại phải cắt, xong còn đen nữa, chắc em chả nhận ra anh đâu. Ơ, anh này buồn cười nhở? Em yêu là yêu con người anh, yêu phẩm chất của anh, chứ yêu gì ngoại hình của anh mà anh nói thế. Thôi thôi, bài học xương máu mới thằng bạn anh kìa. 3 năm đi Mỹ em chờ, 2 năm nghĩa vụ em lờ anh luôn. Lờ là lờ thế nào? Đấy là người yêu của bạn anh, chứ không phải em đâu. Nhưng mà anh cứ lo thế,
Mà thôi, anh quyết định rồi, anh ở nhà cho chắc. Anh nói cái gì á? Anh mà không đi, em chia tay anh đấy. Ơ kìa, chẳng lẽ em muốn anh đi thật sao? Chẳng thế thì không à. Đi bộ đội là nghĩa vụ của mỗi công dân khi lớn tuổi. Anh mà không đi á, mặt mũi nào như lặn đề nữa. Nhưng anh đi, anh sẽ mất tất cả. Em hiểu không? Chẳng phải anh đã từng nói em là tất cả của anh sao? Anh quyết định rồi, không là không. Anh về đây. Ơ kìa, anh Hải. Cái việc anh nhờ em ấy, em làm đến đâu rồi? Bọn em buồn cười thật, yêu nhau mà không bảo được nhau. Quá chán luôn. Anh quen em ấy, anh để em, anh để cho em có thời gian thuyết phục nó ấy. Còn không ấy, anh để cho chính quyền họ làm ấy, thằng Hải mệt luôn ấy. Thật vậy hả anh? Em không ngờ là mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Chả thế thì không à? Em cũng chán lắm anh ạ. Nói anh đấy chẳng nghe, tính lại còn ngang nữa. Nó là nó sợ mất em ấy, nó không dám đi. Đúng đây anh ạ. Ông ấy cứ sợ em ở nhà có người khác, chả tin tưởng em gì cả. Thế thì em phải cố gắng thuyết phục thêm nó đi. Em phải tạo lòng tin cho nó yên tâm. À, hay là bọn em đi cả đôi được không anh? Em đùa anh à? Nếu mà được như thế, ngày xưa anh đã chả phải mất người yêu rồi. Có 2 năm mà lòng hoàng thế nhở? Lòng người đâu dễ thay đổi như vậy chứ. Cố mà thuyết phục nó em ạ. Không là anh cũng mệt lắm đấy. Thôi được rồi, để em về em thuyết phục đấy thêm. Anh ở lại nhá, em đi về trước đây. Em chào anh. Em nói đi, em lấy bức ảnh ở đâu ra? Ủa anh không biết đâu, thấy thân mật lắm. Lúc ra về à, em dẫn nhau đi đâu cơ? Thật thế à? Dạ vâng, em đùa anh làm gì. Chỉ qua là em sợ lộ nên là không dám quay thêm. Anh không ngờ Nhung lại là một con người như vậy. Đấy, anh chưa đi bộ đội đã thế. Nếu mà anh đi rồi á, thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Thế có đúng thằng Hoàng làm ở xã không? Đúng mà, sao lại sai được. Tận mắt em nhìn thấy. Thằng chó chết này. Có khi nào ông Hoàng với cây Nhung thông đồng với nhau để nó đi bộ đội không? Cũng có thể đấy. Đã thế, anh nhất quyết ở nhà, không đi nữa. Chả thế thì không à. Tiền đồ sự nghiệp của anh đang lên phơi phới. Anh đi cũng mà mất hết. Gái thì có thể thay được, còn cơ hội không có lần thứ hai đâu. Thì biết là vậy, nhưng trốn kiểu gì bây giờ? Việc này không được đâu. Dễ lắm anh ạ. Ngày xưa em nghe mấy anh của em nói anh cứ xăm mấy cái hình ở tay này thì sẽ không phải đi nữa. Thật thế à? Thật. Thế mà mình không biết nhỉ. Mai anh phải xăm kín người luôn. Nếu mà anh không đi nhá, anh cưới em luôn. Anh về nhá. Về, mắt. Anh Hải này, thật ra em rất thích anh. Nhưng tại vì anh và cái Nhung yêu nhau nên là em không dám thổ lộ. Có chuyện này thật à? Thật ạ. Nhưng hôm nay em thấy cái Nhung phản bội anh nên là em rất bức xúc. Hơn nữa nếu cái Nhung với ông kia cấu kết với nhau để lừa anh đi bộ đội thật thì em không tha cho nó đâu. Này, em thấy không? Anh vừa mới xăm quả hàng năm thập bát đĩa. Ủa ôi, quá chuất. Đàn ông phải có tí mực vào nhìn nó mới manly chứ lại. Đấy, sang tuần nhá, anh sẽ xăm một quả cá chép om dưa ở đây. Em có thấy có được không? Chấm hết luôn. Cái quan trọng ấy là anh không phải đi bộ đội nữa. Đi là đi thế nào nữa? Bây giờ đố thằng bắt được anh đi. Đấy, không có sáng kiến của em à, có mà anh Toàn rồi. Anh quá may mắn khi quen được em. Thế này mình đi đâu? Anh đưa đi. Tùy tâm, chàng đi đâu thì thiếp đi đấy. Thế mà cũng phải hỏi. Alo, thằng nào đấy? À chết. Bố à, con đây. Tí tối con về. Thế nhá, bố nhá. Đi khám sức khỏe á? Ôi, không phải đi khám đâu, con không đạt tiêu chuẩn đâu. Thế bố buồn cười nhỉ. Thôi rồi, tí con về khám, bố yên tâm. Thế nhá, bố nhá. Ông già bắt về đi khám mà anh? Ừ, bỏ qua mà. Thì anh cứ về đi, lo gì. Anh có hình xăm bảo kê đây rồi thì sợ gì nữa. Ừ đúng, bây giờ mình có hình xăm rồi cũng phải mạnh mẽ lên tí em nhở. Úi giời ơi, bây giờ mới biết ạ.
Thôi được rồi, bây giờ hai đứa chúng mình lên huyện khám sức khỏe xem thế nào. Đứa nào bắt anh đi đính, anh dở con hàng năm thập phát đua. Cho mấy đứa một trưởng. Khá quá nhở. Chả thế không à. Đi. Ôi em ơi, quả này vô mồm chấm con rồi em ơi. Sao thế anh? Ôi chết rồi. Sao lại chết? Hay là anh bị khám kỹ quá chứ gì? Không phải, lại phải đi. Đi đâu? Thì đi đính chứ đi đâu. À, sao lại thế? Thế thế cái gì? Thôi đi vào xe. Anh xăm như vậy rồi sao lại phải đi? Bọn nó không có mắt à? Có mắt nhưng vẫn phải đi. Sao lại thế nhở? Thế mà mấy ông anh của em bảo xăm không phải đi. Đấy là ngày xưa, còn bây giờ xăm cũng phải đi. Thế anh đi rồi thì ai lấy em? Thế em có chờ anh không? Có chứ. Thế bao giờ anh đi? Sang tuần rồi. Chết thật. Mà em nghĩ chắc vẫn do con Nhung với ông kia làm anh phải đi. Mẹ xưa. Để anh đi đính về, anh sẽ xử lý chúng nó. Em xuống xe đi, mình chia tay nhau từ đây. Ok anh. Tại sao lại như vậy? Anh biết tất cả rồi, em không phải nói thêm gì nữa. Anh nói cái gì vậy? Em xuống xe đi. Có việc gì? Dạ, cháu sang để gặp anh Hải ạ. Hải mới hiếp cái gì? Tôi thật không thể hiểu được anh chị. Anh chị yêu đương cái kiểu gì mà chị xui nó đi xăm chỗ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự hả? Ơ, bác nói gì vậy ạ? Cháu không hiểu ạ. Lại còn không hiểu à? Tôi tin tưởng cô là con gái nhà lành, tôi mới cho hai đứa yêu nhau. Vậy mà cô làm như thế à? Kìa bác, bác thì nhầm cháu rồi ạ. Tôi không làm như vậy đâu ạ. Để tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên đi tìm duyên mới đi. Buông tha cho con trai tôi, để cho nó thực hiện nghĩa vụ quân sự xong, nó về nó còn lấy vợ. Tôi không coi cô là con dâu của tôi. Bác ơi, nhưng chị yêu Hải thật lòng ạ. Thật lòng mà cô xui nó xăm chỗ để trốn tránh à? Không phải đâu bác hiểu nhầm rồi bác ạ. Bỏ tay tôi ra, tốt nhất cô đi về đi. Kìa bác, chứ không phải như vậy đâu ạ. Cút! Anh vừa về mà sao 2 năm rồi em vẫn chưa bỏ được cái tính ăn nhiều à? À, tại lúc sáng em ăn hơi nhiều nên là có hơi khó tiêu. Thế à? Ăn món gì mà no nâu thế hả em? À, khoai lang sắn cục anh ạ. Ở trên đơn vị bọn anh cũng ăn suốt mà thấy có to đâu. Ừ, biết đâu nó to chỗ khác. Hay là khoai dưới này nó lại nhiều chất hơn rồi. Anh cứ vui tính, mà anh về khi nào lại đi? Anh xuất ngũ rồi, anh về để cưới em đây. Nhưng mà sao 2 năm rồi em không liên lạc cho anh thế? Tại thời gian qua em cũng bận quá. Mà nghe nói bây giờ bộ đội cũng không viết thư tay nữa, nên là em cũng không biết. Thế mà anh cứ tưởng em quên anh rồi. Bây giờ về mình cưới nhau nhá. Ơ, anh điên à? Em một chồng một con đang mang bầu đứa thứ hai đây này. À đù. Em đùa anh đây à? Đùa là đùa thế nào? Anh đi lính 2 năm em ở nhà làm sao mà chịu được. Em nói em sẽ chờ anh 2 năm cơ mà. Đấy là nói thế thôi chứ bố em mà chờ được. Anh đi nghĩa vụ 2 năm, cái rượu chúng nó cũng trăm luôn rồi. Trời ơi Linh, anh thật không ngờ. Thôi 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 anh ơi, em đi về trước đây, không tí thằng chồng em mà nhìn thấy nó phàn chết. Nhớ nhá. Ơ kìa, Linh, Linh. Ơ, Nhung đây à? Dạo này nhìn khác nhỉ? Em vẫn thế mà.
Mà anh ra quân rồi đấy à? Ừ, anh ra rồi đấy. Vừa đồng em chưa? Vậy hả? Nhìn anh mạnh khỏe thế này là em vui rồi. Thôi, em về trước đây. Này, này, này. Cô đứng lại cho tôi. Anh làm gì vậy? Tôi phải xử lý cô vì cái tội 2 năm trước cô đã đẩy tôi đi bộ đội để cô gian dối với thằng Hoàng cán bộ. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Cô còn cãi à? Tôi có bằng chứng đây này. Anh thôi đi. Anh có biết là tôi chờ anh suốt 2 năm rồi không? Vậy mà giờ tôi nhận lại là như thế này đây à? Không sao. Coi như là tôi chờ nhầm người. Chờ? Cô bắt tôi đi. Bây giờ cô lấy thằng Hoàng rồi. Cô mãn nguyện chưa? Cái đồ nước mắt cá sấu. Thằng nào đi tao đấy? Thằng bố mày đây. Thằng bố. Thằng bố này ra đây. Dạ, tôi chào bác ạ. Ừ. Cháu cứ để im. Để tao xử lý cái thằng này. Mày xin lỗi cái Nhung ngay. Khẩn trương. Tại sao con này phải xin lỗi nó? Nó bắt con đi bộ đội. Bố quên à? Thế tao hỏi mày, 2 năm trời đi bộ đội, mày cảm thấy thế nào? Thì con khỏe hơn, săn chắc hơn, bắn không trượt phát nào. Nói chung là con quá thừa tiêu chuẩn rồi đấy vợ. Thế tại sao mày còn trách nó? Bố không biết đâu. Nó đẩy con đi để cưới thằng khác. Mày thì biết cái gì? Để tao nói cho mày nghe. Trong 2 năm mày thực hiện nghĩa vụ quân sự, nó đã ở nhà chờ mày. Gia đình mình có công to việc lớn gì, nó đều là đứa đầu tiên có mặt để mà giúp đỡ. Mẹ mày ốm đau, nó là đứa sang chăm sóc đầu tiên. Ai nói với mày là nó đi lấy thằng khác hả? Nó một lòng một dạ chờ mày. Mày còn muốn cái gì nữa? Con không tin. Mày đúng là cái loại đầu đất nhá. Cái đứa yêu mình thật lòng thì không tin, đi tin cái con bé nó xui xăm trổ vào người để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đấy, bây giờ nó lấy chồng rồi đấy, 2 đứa rồi đấy. Mày tin không? Ngu nhất con bò. Có thật không bố? Chả thật thì không à? Xin lỗi nó đi. Anh bỏ tay ra. Bố, làm thế nào bây giờ? Tao chịu nhá. Việc của 2 đứa chúng mày tự đi mà giải quyết. Nhớ xin lỗi nó đàng hoàng. Tao đi trước đây. Nhung. Nhung, anh xin lỗi. Đúng là anh có mắt cũng như mù. Thế em tưởng anh bắn súng giỏi lắm cơ mà. Mắt kém thế thì bắn làm sao? Thì lúc bắn nó khác. Nhiều khi không cần nhìn, bắn nó vẫn trúng. Chỉ được cái dẻo mồm. Hôm nào nhớ bắn thử em xem đấy. Ừ, nhất trí. Rồi Nam ơi! Nam đâu rồi? Ra đây mẹ bảo nhanh lên! Nhanh lên ra đây! Con gì đấy mẹ? Cứ giữ dẻo ngồi đây mẹ bảo. Chết rồi, trên xác người ta đưa cái giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự đây này, làm thế nào bây giờ? Triệu tập quân sự á? Ừ, đây mày đặt đi. Thật là mẹ? Thì giấy trắng mực đen đây mày còn hỏi thật là mẹ? Tao đùa mày à? Nhưng mà con mới lấy vợ xong mà. Mẹ cũng không biết được nữa, chả hiểu tại sao trên xác lại đưa giấy về. Đấy mày xem đi. Mẹ có cách nào giúp chồng con không phải đi không mẹ? Mà con tưởng ngày xưa bố đi rồi thì bây giờ con không phải đi nữa chứ nhỉ? Ờ nhỉ? Mẹ phải lên trên xã hỏi lại mới được. Chứ mày mà đi thì hỏng hết bánh kẹo. Mẹ nhớ giúp con đi nhá. Con không đi nghĩa vụ đâu. Được rồi, mẹ cứ yên tâm. Vụ này cứ để mẹ lo. Tôi vẫn khỏe mạnh như thế này thì cái thằng này bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, đấy là cái chuyện bình thường, chẳng làm sao cả. Nhưng mà con không đi đâu. Tại sao không đi? Bố biết đấy, vợ con thì nó bầu bí. Bây giờ đi thì ai chăm ạ? Thế mày không nhìn thấy 2 chúng ta vẫn sờ sờ ra đây à? Hả? Mày sợ chúng ta không chăm nổi cho vợ mày à? Hả? Ý con không phải như thế. Mà là vợ con còn trẻ quá. Con sợ nó không chịu được cô đơn. Thế nào mà không chịu được? Ngày xưa mẹ mày đây đợi tao mấy năm trời, có làm sao đâu. Chuyện bố mẹ ngày xưa nó khác rồi. Sao bố mẹ đi so sánh với bọn con thời hiện tại bây giờ được ạ? Tao chả thấy nó khác tí nào cả nhá. Mà nếu có khác á, là ngày xưa thời bọn tao này đi á, nhỡ nó có hy sinh thì không về được với vợ con thôi. Còn bây giờ thời bình, đi lính bây giờ như đi chơi ấy, hiểu chưa? Bây giờ thời đại 4.0 rồi, mày chỉ cần gọi điện video về nhà cái là gặp được vợ mày ngay, có làm sao đâu. Bố cha biết gì. Bây giờ bọn nó biết con đi bộ đội, chúng nó ở nhà lê ve vợ con chứ. Ôi giời, thế tao cũng chịu rồi. Này, hay là ông lên trên xã khai thương binh đi.
Bà bị điên đấy à? Tôi đầy đủ tứ chi thế này, thương mình chỗ nào? Thì ông khai cụt chỗ kín nhỉ, chỗ đấy ai người ta kiểm tra. Ơ cái bà này buồn cười nhở? Tôi mà cụt chỗ đấy thì làm sao mà có thằng này? Mình tay đi. Cười gì mà cười? Vui lắm mà cười. Còn bà nữa, tôi chẳng hiểu tại sao bà nghĩ ra được cái trò như thế nhỉ? Con có cách rồi. Cách gì mà cách? Cách gì hả chồng? Cách gì hả con? Mẹ, mẹ ra đây con nhặt đi. Mẹ vào đây con bà này. Con đã nghĩ ra cách để không phải đi nghĩa vụ nữa rồi. Thật không? Thật. Mẹ thấy con trai mẹ giỏi không? Anh nói mẹ nghe xem nào. Thế nhá, hai mẹ con mình tác chiến. Tại sao tôi lại không được làm như vậy? Con trai tôi mới lấy vợ, vợ nó còn đang có bầu kia kìa. Làm sao mà đi được? Ôi dào ơi, mặc kệ lý do là gì, cái việc mà chị để cho con trai chị trốn tránh trách nhiệm thanh niên dành cho đất nước như thế là không được rồi. Đi hay không, đấy là việc của nhà tôi. Mẹ đã làm xong chưa? Rồi, mẹ đi từ sáng rồi. Hai mẹ con chúng mày có cái gì mà cứ dâm dâm rui rui thế ạ? Này, ông đi đâu đây? Bố hôm nay đi đâu ăn mặc đẹp này? Đẹp không con? Được. Bố sang nhà bác thức ăn cưới con ạ. Thế rồi nhá, hai mẹ con mày ở nhà nhá. Ôi ơi, ông ở nhà à? Để cho hai vợ chồng thằng Nam nó đi. Ông già cả rồi, đi hốc rượu hốc chè mà chung gió, mẹ biết cả mồm ra đấy. Đúng rồi đấy bố ạ, để hai vợ chồng con đi cho. Vợ ơi. Dạ. Mặc quần áo đi, chuẩn bị đi ăn cỗ đây. Vâng. Này, này, hai mẹ con chúng mày hôm nay bị làm sao đấy ạ? Hả? Sao đâu? Bác Thức là bạn chiến đấu cùng với bố, không đi thế nào được. Thôi ông ở nhà đi, hốc rượu hốc chè vào, nát người. Cái bà này buồn cười nhỉ? Thì tôi uống ít là được chứ gì. Ô hai cái ông này, tôi bảo ở nhà là ở nhà. Thằng Nam đâu, khênh bố mày vào trong nhà. Bố như con lợn này, con khênh kiểu gì ạ? Mày cãi à? Dậy à, tôi mệt với hai mẹ con chúng mày quá. Tôi đi một tí về làm sao đâu. Mẹ. Nhưng mà ông mà đi, thì thằng Nam nó sẽ phải đi lý. Kìa mẹ, mẹ nói thấy không đúng sao? Hỏng hết bánh kẹo bây giờ. Này này này, hai mẹ con nhà bà định dở cái trò gì đúng không? Không ạ. Nói trò gì mà trò, tôi chỉ lo cho sức khỏe của ông thôi. Hai mẹ con nhà bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Tôi đi đây, tí nữa về tôi xử lý hai mẹ con nhà bà sau. Tôi chết rồi mẹ, làm thế nào bây giờ? Kệ ông ấy, mẹ nghĩ chắc không sao đâu. Thôi đi vào nhà. Và ăn cơm ạ. Bố lại nhớ những năm tháng xưa cũ hồi ở chiến trường ạ. Quên làm sao được hả con? Một thời chiến tranh khói lửa mà. Để từ từ rồi bố kể cho con nghe. Dạ vâng ạ. Chuyện là cũng vào dịp giáp Tết như thế này. Lúc đó chiến tranh ác liệt lắm. Bố cùng vài người bạn ở xóm đều tham gia tình nguyện nhập ngũ hết. Lúc đó chẳng nghĩ gì đâu, chỉ muốn làm sao góp một chút công sức của mình để bảo vệ tổ quốc. Khi vào nhập ngũ thì cũng có nhiều người bạn thân thiết lắm con ạ. Nhưng rồi cũng anh dũng hy sinh hết. Chỉ còn sót lại bố và một anh bạn thân nữa thôi. Cho đến ngày cuối cùng, khi bố và anh bạn đó đang nằm phục kích ở một quả đồi. Lúc đó quân địch đi cản gắt gao lắm. Rồi anh bạn của bố lao ra để đánh lạc hướng địch. Sau hôm đó,
thì bố cũng mất luôn đi cả người bạn cuối cùng, người đồng đội thân thiết. Anh ấy bảo bố phải sống cho thật tốt, vì bố còn gia đình, còn vợ con nữa. Chiến tranh nó ác liệt thế đấy con ạ. Có phải bác Huy chồng bác Hoa đúng không ạ? Đúng rồi con ạ. Nam này, bố biết thanh niên bây giờ đứa nào cũng sợ phải đi nghĩa vụ. Thế nhưng mà bây giờ là thời bình mà con. Đi bộ đội bây giờ cũng chỉ rèn luyện sức khỏe rồi cống hiến cho đất nước, chứ có phải như thời chiến tranh của bố đâu. Nhưng bố biết là con cũng có những nỗi niềm riêng. Thế nhưng mà bố tin ở con. Con là con trai của một người lính cơ mà. Cố gắng lên con. Bố biết là con cũng có những nỗi niềm riêng. Thế nhưng mà bố tin ở con. Con là con trai của một người lính cơ mà. Cố lên con. Anh ơi, Tết năm nay nhà mình phải chuẩn bị nhiều quá nhỉ? Ừ, em cũng vất vả rồi. Vào đây anh bóp vai cho. Mà vợ này. Dạ. Tết sang năm mà không có anh, vợ cũng đừng buồn nhé. Sao đấy? Anh nói gì mà gở đấy? Ừ thì... anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh phải đi nghĩa vụ. Sao lại như thế? Tự dưng anh muốn đi. Sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Em không muốn phải xa anh đâu. Vợ này. Dạ. Anh cũng không muốn xa em đâu. Nhưng vì trách nhiệm của một người công dân nên anh vẫn phải đi thôi. Không, em lo cho anh lắm. Vợ yên tâm, anh đi rồi anh sẽ về mà. Cái gì? Mày quyết định đi nghĩa vụ à? Ôi giời ơi, mày ngáo à con? Mẹ không ngồi xuống đây. Ôi giời ơi, mẹ vì mày vất vả làm bao nhiêu chuyện, giờ mày lại tát vào mặt mẹ thế. Ôi giời ơi, tôi khổ quá mà, con ơi là con. Mẹ. Cái bà này, con cái nó có quyết định của chúng nó. Bà gì mà cứ phải xôn lên thế. Không được, tôi phải giữ nó ở nhà, vợ nó đang mang bầu, cháu đích tôn đấy, không thể đi được. Ôi bố mẹ ơi, dân làng đang mang vòng hoa sang nhà mình nhiều lắm. Cái gì? Sao lại vòng hoa là thế nào? Con có nhìn nhầm không đấy? Con không biết, người ta bảo mang sang viếng bố ạ. Mày nói gì nghe lạ thế? Tao có chết đâu mà người ta đến viếng. Tôi chết rồi. Chuyện là như thế nào? Nói rõ cho tao nghe. Là do con với mẹ nghĩ ra cách khai tử bố để con lên làm trụ cột gia đình, không phải đi nghĩa vụ ạ. Ôi giời ơi, tại bà. Tất cả là tại bà đúng không? Ôi giời ơi, tôi đi chết đây. Bà đừng lại. Hai vợ chồng chúng mày ở nhà lo chuyện làm chó mày. Tao phải cho mẹ mày một trận mới được. Ơ kìa bố, người ta mang vòng hoa đấy con nhận không? Này, bà đi đâu đấy? Ơ kìa cái bà này buồn cười nhở? Đứng lại tôi xem nào. Bỏ tay tôi ra, tôi phải đi lên trên xã xin giấy miễn nghĩa vụ cho con trai tôi, không có đi đâu hết cả. Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Đây là luật nghĩa vụ quân sự, nhà nước đã ban hành như thế rồi. Tất cả thanh niên đều phải có trách nhiệm thực hiện, không chống nữa đâu nhá. Con mình không phải ngoại lệ, hiểu chưa? Tôi không còn biết, tôi không muốn con trai tôi phải chịu sương gió khổ cực. Ông không đẻ ra, nhưng tôi dứt ruột đẻ ra, tôi thương con tôi. Ai cũng như bà thì lấy đâu ra quân đội để gìn giữ hòa bình đất nước nữa, hả? Sao ông rốt thế nhỉ? Cả cái đất nước này đâu có phải mỗi con mình là thanh niên. Văng nói thì có làm sao đâu. Bà nói thế mà nghe được à? Hả? Bố nó đây này, đang là lính đây này. Mà nó đi nghĩa vụ có 2 năm thì có làm sao? Nhưng mà vợ con nó không chờ được, mẹ nó không chờ được. Nghe tôi nói này, ngày xưa ấy,
bà còn chờ tôi gần chục năm được cơ mà. Bây giờ nó đi có 2 năm, có làm sao đâu. Nhưng mà tôi lo cho nó lắm. Thế nào mà phải lo? Ngày xưa khác, bây giờ khác. Thế ngày xưa với bây giờ thì nó khác nhau chỗ nào? Ngày xưa cái thời con gái tôi xấu xí, không ai dòm ngó được. Nhưng mà bây giờ con vợ nó cứ phơi ra. Làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra? Ai cho bà nói con dâu mình như thế? Ông chả biết cái gì hết cả. Tôi nghe bọn trẻ con hàng xóm nó bảo là 5 năm đi mi em chờ, 2 năm nghĩa vụ em lờ anh luôn. Tôi sợ con dâu mình nó cũng như thế. Vớ vẩn. Thôi, nghe tôi nói này. Nó đã viết đơn tình nguyện đi như thế rồi, bà cứ kệ nó đi nhá. Chứ bây giờ cứ như thế mà cái tội trốn nghĩa vụ bây giờ có khi còn phải đi tù đấy. Đừng có mà làm liều, hiểu chưa? Nhưng mà... không nhường nhịn gì nữa cả nhá. Thôi, đi về. Vâng, hai cái ông bà này tình cảm thế. Chào bà. Cái chuyện hôm trước hai bà cãi nhau ấy, cùng người cùng làng cùng xóm với nhau, từ sau không như thế đâu nhá. Bà, chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi. Có gì đâu bà, tôi với bà hàng xóm với nhau lại còn có nhiều chuyện thân tình nữa mà. Có phải ông Long? Sao lại liên quan đến ông ở đây? Tôi biết gì đâu. Ông làm chuyện gì giấu tôi phải không? Không. Ông khai thật đi, không là không xong với tôi đâu. Khổ quá. Kìa bà, có gì đâu. Đó là từ ngày xưa rồi, từ cái thời ông còn đi lính ý. Lại còn từ ngày xưa. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Ngày xưa ông đi lính, tôi ở nhà chờ ông. Ông với bà Linh xảy ra những chuyện gì? Kể ra đây tôi xem nào. Quá, có chuyện gì đâu. Kìa bà, không có gì đâu. Chỉ là ngày xưa có thư từ qua lại thôi, không có cái gì cả. Trời ơi, là Đức ơi, tôi đi chắc rồi. Bà bình tĩnh lại, bà làm cái gì thế? Ôi, tôi không bình tĩnh được. Cái lúc ông mới đi lính, một tuần ông viết thư cho tôi một lần. Sau này một tháng, hai tháng, ông mới trả bài cho tôi một lần. Hoàn ra, ông còn trả bài cả cho bà Linh nữa. Tôi đi chết đây. Nghe này. Nghe. Cái bà Linh này, tôi gửi thư cho bà không nào? Thế ông thử xem. Ngày xưa chồng tôi với ông là bạn cùng đi lính. Chồng tôi lại không biết chữ. Thế chả nhờ ông viết thì ai nữa. Thế thì bà phải nói gãy góc ra là tôi viết thư hộ chồng bà. Bà thấy chưa, tôi có bao giờ làm như thế với bà đâu. Thế không nói rõ thì ai mà biết được. À, nhưng mà ông Long này, tôi hỏi thật nhá. Bác có hỏi. Thế ngày xưa ấy, cái câu mà khen tôi xinh ấy là ý của ông hay ý của chồng tôi đấy? Của tôi. Của tôi. Của tôi nè. Cho ông nói lại một lần nữa. Của ai? Ý của chồng bà đấy. Làm gì mà bà nóng thế? Đúng rồi đấy bà. Ông ấy viết theo ý của ông ấy. À, ý của chồng tôi đấy. Tôi biết mà. Bà đừng căng thẳng thế. Ông cứ điệu hồn, đi về. Tối về khác chết với tôi. Kìa bà, cứ bình tĩnh đã. Chào bà Linh nhé. Ông bà về nhá. À mà ông Long ơi, hôm nào sang nhà tôi lấy mấy bức thư ông gửi nhầm cho bà Hoa làng bên về nhá.